Xin chào các bạn. Thì hôm nay là ngày 21 tháng 2 thì bọn mình có một chuyến đi du xuân sau Tết. Thì địa điểm mà hôm nay chúng mình đi sẽ là Sóc Sơn. Và tính là chúng mình sẽ kiểu đi thuê kiểu villa các thứ, xong rồi kiểu chill chill rồi nghỉ ngơi các thứ ở đấy. Thì ok, rồi thì chúng mình cũng bắt đầu đi nha. Thì tại là đang soạn đồ. Ừ, tao cũng đạt đoan mà. Tao đạt, nó bảo là nó bơi xong rồi nó vẽ mình chưa dán. Không, phải đi ngoài đồng nhé. Có ớt này. Vào đâu, phải gửi đồ đây thôi, khi nào đi mới được vào. Bây giờ rồi nhỉ? Ui, lắng ngô ấy, mua đây được à? Em phải đứng im đây, bán được chưa? Rồi, đây. Thế mặt nó ok lắm. Ok, em xem đây. Cái mặt nữa này, muốn nhìn cơ, muốn nhìn, muốn nhìn. Rồi, đưa đây. quay đi ra cho bạn một đi thôi. Không. Đây à? Ờ đúng rồi. Không che gì gì. Bạn bạn đi thôi. Đau. Ôi cho nè. Cho nè. Ngủ á. Cắt tóc thì chưa cắt. Thôi vậy bạn nó nghe cũng bảng kìa. Trúng hộ. Trúng cây giận này. À, lắm rồi. Bắt chưa? Bây giờ chúng mình sẽ đi ăn một chút gì đó. Cũng hơi đúng, hơi đúng, hơi đúng. Ừ, con về. Xin chào. Nó không nói à? Nó bảnh. Thank you.
vừa mới ăn xong thì bây giờ là mình đang ở phòng rồi. Thì chắc là bây giờ mình sẽ đi ngủ một chút, sau đó thì chiều dậy sẽ nấu nướng. Thì tối nay bọn mình sẽ đi ăn là BBQ và chơi các trò chơi với nhau. Đó, câu chuyện là như vậy. Thì chắc là bây giờ mình sẽ đi ngủ một chút. Buồn ngủ quá, là sáng rồi chưa ngủ luôn. Bạn ơi, mất thầm xì luôn. Các bạn vào buổi chiều, trước khi đi ngủ thì là mình sẽ quay cho các bạn xem qua cái villa mà mình ở nó như thế nào. Ok, thì ở cái căn này nó sẽ có 3 tầng, nhưng mà nó sẽ kiểu ngăn cách ấy, kiểu nghĩ là nó không có những cái vách ngăn ấy, nó như kiểu chỉ tách nhau bằng mấy cái đường này đó. Thì ok, đầu tiên là tầng 3 trước. Đây là tầng 3 nha. Đây là chân máy quay của mình. Kệ đi. Ở đây, ở trên tầng 3 thì nó có 2 cái giường. Thì một cái ở đây và một cái ở trong góc này. Thì ngăn cách là một cái bao sách. Đó. Kiểu cái cảnh nó rất là đẹp ấy các bạn. Kiểu nó cứ như kiểu ở Đà Lạt ấy. Mình không biết nữa nhưng mà nó giống giống. Đó. Rồi xuống tầng này. Đó. Tầng thì tầng 2 sẽ là cũng có 2 cái giường luôn. Và nó cũng được bao quanh là các kính. Đó. Và kiểu nó chỉ cách, kiểu nó chỉ ngăn cách là những cái rèm đấy. Nghĩa là nó không có kính tường. Đây. Có 2 cái giường. Đó. Rồi còn dưới này chính là sảnh nè. Quá. Trời đất ơi. Mình thấy kiểu toàn là cảnh kiểu cửa kính ấy. Đây view nhìn ra bể bơi. Đây là phòng khách có cây đào. Hello. Giới thiệu đi. Không. Không, đây là bạn Đạt. Bạn Đạt là anh của mình. Ok. Cam cam. Rồi, trong này cũng có một cái phòng luôn. Có ai ở không? À, nó cũng là một phòng, bên này là nhà vệ sinh à. Đó. Wow, trời nắng đẹp quá các bạn. Hello, chào mọi người đi. Rồi, ôi cha, đây là thư viện. Đó, ngoài ra thì cũng hết rồi. Ngoài này thì sẽ là cái khu kiểu chung chung ấy, kiểu cho mọi người em chẳng biết nói kiểu gì à, kiểu chung chung cho mọi người tụ tập hát hò. Quá hết rồi đó, cho các bạn xem qua khung cảnh chung chung thì cái villa mình ở nó trông sẽ như thế. Và mình thấy kiểu nó rất là thoáng ấy, kiểu nó nhiều cây xung quanh rồi này kia. Không biết buổi tối nó có sợ không nhưng mà buổi sáng thì khá là đẹp. Ở đây tha hồ nhiều góc check in luôn. Đó. Thì chắc là giờ mình sẽ đi ngủ một chút. Mình buồn ngủ rồi. Cả sáng nay mình chưa ngủ. Ok. Hẹn các bạn vào buổi chiều nha. Compared to a summer day, she's the sun, she filled out the gray. Quench my thirst, she's my lemonade. The yellow that I couldn't paint. Shall I compare to a summer day? Just like the sun, it will never fade. The cool breeze in the shade, my four leaves to the plate, right to my mistakes. It's colder. It's colder around when you're
giờ đang là 8 giờ, mình sẽ đi ăn sáng. Ăn ở chỗ cũ, chỗ đấy cô đồ ăn ngon. Tới nha. Cái mì gà nấm nó, cái sợi nó như sợi mình chủ ăn và chuẩn bị về Hà Nội thôi. 24 giờ đã kết thúc rồi. Đó. Anh nhỉ. Chăn gối. Ồ, phải gấp qua chăn gối ạ. Không nó sẽ bừa bộn. Vậy là chuyến đi 2 ngày 1 đêm của chúng mình đã kết thúc. Giờ thì phải về lại thành phố thôi. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Hẹn các bạn trong một clip gần nhất. Bye bye. See you.